Xin chào các bạn. Cuộc sống luôn biến đổi không ngừng nhờ những phát minh mới của con người, và những phát minh cực độc này đã và đang góp phần làm cho cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn, tiện nghi, thậm chí vui nhộn hơn. Hôm nay, Daily AZ mời các bạn đến với video 7 phát minh khoa học dị mà hay, đảm bảo bạn sẽ phải há hốc miệng khi xem. 1. Chậu cây bonsai có thể bay lơ lửng trên không. Nghệ thuật trồng bonsai đã tồn tại từ rất lâu đời tại xứ sở hoa anh đào, và các nghệ nhân Nhật Bản không ngừng tìm tòi nghiên cứu kỹ thuật để tạo ra những chậu cây thật đặc biệt. Đầu năm 2016, dự án của nhóm nghiên cứu Hishichu đã thổi một luồng gió ma thuật vào những bồn cây cảnh. Cụ thể, nhóm thiết kế đã tạo ra bồn cây bonsai gồm hai phần với tên gọi đế năng lượng và ngôi sao nhỏ. Chúng được gắn nam châm với cùng chiều nhau, từ đó ngôi sao nhỏ chứa cây bonsai có thể bay lượn vĩnh viễn trên không trung. Bạn không tin ư? Vậy thì đừng bỏ qua video này nhé! Thu nhỏ bầu trời đầy sao trong không gian máy bay. Nhằm khiến cho cabin trở nên vui vẻ hơn, nhà sản xuất có trụ sở tại Chicago đã tiết lộ kế hoạch biến trần hoặc hông máy bay Boeing trở thành những màn hình khổng lồ để hành khách có thể ngắm nhìn bầu trời, đám mây hoặc cảm nhận ánh sáng tâm trạng cho dễ ngủ hơn. Hệ thống được kỳ vọng sẽ giúp cho hành khách có thể trải nghiệm những bộ phim hoặc chương trình TV cùng một lúc với chất lượng tuyệt vời nhất. Wow, cả là thú vị đúng không nào? 3. Máy bay tự tách rời cabin trong trường hợp khẩn cấp. Kỹ sư hàng không người Nga Niko Levik thiết kế một chiếc máy bay có thể tách rời cabin trong các trường hợp khẩn cấp. Nếu chiếc máy bay gặp sự cố khi cất cánh, trong quá trình bay hoặc hạ cánh, cabin chở hành khách có thể tách khỏi máy bay và hạ cánh an toàn trên mặt đất cũng như cách mặt nước nhờ thiết bị dù. Một chiếc dù được gắn vào nắp của cabin và sẽ bung ra ngay sau khi cabin tách khỏi máy bay. Ngoài ra, các ống cao su góp phần giảm va đập khi cabin hạ cánh và thiết bị bơm hơi giúp cabin nổi trên mặt nước. 4. Máy hút rác tự động trên biển. Với mong muốn thu dọn rác trên biển tiện lợi và không quá tốn kém, hai thanh niên người Úc Andrew Tilton và Pete Kalinski đã giới thiệu đến mọi người phát minh về thùng rác biển kỳ diệu có tên Seabin. Chiếc thùng rác biển này có chức năng hút các loại rác từ chai nhựa, túi ni lông tới giấy, dầu, xăng hay các chất tẩy rửa đang trôi nổi trên bề mặt của đại dương. Đầu tiên, nước sẽ được hút bằng máy bơm nhỏ, rác hữu hình được giữ lại ở màng lọc. Sau khi rác vô hình như dầu, mỡ sẽ được đưa lên máy bơm và lọc riêng. Cuối cùng, phần nước sạch sẽ được đưa trở lại biển. 5. Máy vẽ móng tay bằng smartphone. Bạn thích làm đẹp bộ móng tay của mình nhưng lại ghét phải ngồi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ cho công đoạn sơn sơn vẽ vẽ. Vậy thì hãy sắm ngay một em Leobot chuyên dùng cho việc in phun nghệ thuật lên móng tay. Thông qua ứng dụng trên smartphone, người dùng có thể tự thiết kế ra những mẫu vẽ trên móng tay, tùy chỉnh theo ý thích từ màu sơn, vị trí cũng như kích thước của mẫu vẽ. Nailbot dùng loại mực chuyên dụng để in phun trên móng tay những mẫu mà người dùng đã chọn trước. Tiếp theo, nó sẽ phun tiếp một loại sơn móng tay để giữ cho các hình vẽ trên móng tay được lâu và không bị bong chóc. 6. Quả cầu dập tắt đám cháy ngay lập tức. Không cần bình cứu hỏa nặng nề, một người bình thường có thể dập tắt đám cháy bằng cách ném quả cầu thiết kế đặc biệt mang tên LED vào ngọn lửa. Sau khi lửa đang cháy, chỉ cần ném quả bóng nặng khoảng 1,3 kg này vào trong. Trong khoảng 3 đến 10 giây, quả bóng sẽ phát ra âm thanh lớn để cảnh báo và phun hóa chất dập lửa. Thiết bị được thiết kế để người sử dụng có thể ném quả bóng từ vị trí cách ngọn lửa ít nhất 2 mét. Theo nhà sản xuất, hóa chất trong quả bóng không độc hại và không ảnh hưởng đến môi trường. 7. Ván trượt trên không. Hãng Asa Space vừa chính thức giới thiệu chiếc ván trượt trên không có tên Asa Ball. Asa Ball được trang bị 36 cánh quạt trên khắp bề mặt cho công suất 272 mã lực, hoạt động theo cơ chế khá đơn giản với các động cơ cánh quạt để đẩy ván trượt. Chiếc ván này có thể bay trong khoảng thời gian 6 phút trước khi cần sạc pin đầy,
thời gian sạc đầy pin là 6 tiếng. Người lái có thể điều khiển Asabot thông qua những thiết bị điện thoại thông minh. Vận tốc tối đa của chiếc ván trượt này là khoảng 20 km/h. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì mời các bạn hãy like và share cho bạn bè của mình nhé. Và cũng không quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.